dính rất là nhiều cá luôn, người sao nè, đây dài tới đây luôn, rất là nhiều cá sặc nha, còn to to không mọi người, nè mình xem nè, ngon chưa, này mà kho tiêu là tới tay mọi người, hoặc là chiên xù nha. Hello các bạn, trở lại với kênh Hoàng Linh Vlog nha. Hôm nay mình ra chạy cá sặc ở dưới vuông tôm mọi người. Cá sặc ụt rất là nhiều luôn, cho nên mình sẽ thực hiện một cái clip mà chạy cá sặc và quay lại chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Mọi người, mình chạy ở dưới chỗ cái mương vuông tôm nè. Đó mọi người thấy cá sặc ụt rất là nhiều. Đó. Quá trời nó ụt ở dưới mọi người thấy không? Giờ mình sẽ chạy quay lại cho mọi người xem nha. Rồi đây mọi người, đó, dính rất là nhiều cá luôn, người sao nè, đây dài tới đây luôn, rất là nhiều cá sặc nha, còn to to không mọi người, nè, mình xem nè, đó, đó, rất là nhiều cá luôn mọi người. Rồi một chạy một là được bao nhiêu cá đây nha mọi người. Đó, rất là nhiều nè, để cận cho mọi người xem nè. Nhiêu đây tầm khoảng 1 kg rồi đó mọi người. 1 kg hơn đó. Rồi mọi người, bây giờ mình sẽ chài thêm một chài nữa. Mọi người thấy chỗ này và chỗ này không?
Đó, cá con ụt rất là nhiều nha. Giờ mình thực hiện chài thêm một chài thứ hai nữa nha mọi người. Rồi mọi người, dính cũng khá là nhiều nha. Ít hơn chài nãy mọi người. Rồi mình lại mình gần nó ụt để mình chài ngay mà mình lại cái đầu nó sợ nó ngừng ụt mọi người. Chài đại xuống cũng dính được một mớ nè. Đó. Rồi mọi người, chà này thì được tầm khoảng 3 lạng. Đó, ít hơn chà nãy mọi người. Con cũng to 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 không nè. Mọi người xem nè. Đó, thấy ngon chưa? Rồi được khá rất là nhiều cá luôn nè mọi người. Đó, tầm 1 ký mấy rồi mọi người. Đây, cái này nhiều cá luôn, tầm 1 ký mấy rồi đó. Con to to mọi người thấy không? Rồi đây, thành quả chài 3 chài của mình đây mọi người. Hồi nãy mình quay có 2 chài, còn 1 chài nữa thì dính ít mình không có quay. Đó, 3 chài là 1 rổ cá nha mọi người. Con to to mọi người thấy không? Ngon chưa? Này mà kho tiêu là tới tay mọi người, hoặc là chiên xù nha. Đó, mọi người xem cá sặc này làm cái món gì ngon, mọi người để dưới bình luận để hôm nào mình sẽ làm một cái clip về ẩm thực cá sặc cho mọi người xem nha. Rồi, bây giờ mình sẽ căng thử cho mọi người xem được nhiêu ký nha. 2 ký mấy mọi người, 2 ký rưỡi, 2 ký 6, trừ cái gỗ cho 100 gram đi, mình còn 2 ký rưỡi nha. Rồi, 3 chài 2 ký rưỡi cá sặc. Mọi người xem clip thấy thú vị, nhớ để lại một like cũng như comment, và đừng quên chia sẻ video ủng hộ Hoàng Linh nha. Đó, rất là nhiều cá luôn mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp mọi người trong clip sau nha.